Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Bằng Võ. Đây là Bé Ray. Bé Ray xin chào cô chú, xin chào các bạn. Hôm nay thì Bằng xin được chia sẻ với các bạn một số tin vui. Là bởi vì vào sáng ngày hôm nay Bằng nhận được tin nhắn của hơn 20 bạn, hầu hết đều là tin vui cả. Bởi vì những bạn này chúng ta đã nộp đơn cái BUA vào ngày hôm qua. Thì các bạn cũng biết là vào ngày hôm qua EDD đã cho chúng ta nộp đơn BUA. Thì các bạn đã nộp đơn vào ngày hôm qua và mới ngày hôm nay thôi, chỉ hơn có một ngày thôi thì ED họ đã approve rồi. Và bạn cũng rất là bất ngờ là bởi vì ED họ có tốc độ xử lý hồ sơ BUA nhanh tới mức như vậy. Khi mà thấy cái điều này đó thì bạn mới nhớ lại cái thông báo vào ngày 16 tháng 4 của ED đó. Thì ED họ nói rằng họ sẽ tập trung 1.340 nhân viên để phục vụ cho cái việc xin tiền thất nghiệp của người dân Cali vào lúc này. Có thể điều đó đã đúng nên là cái hồ sơ duyệt rất là nhanh các bạn, chỉ mới nộp vào ngày hôm qua hôm nay thôi, mới hơn một ngày mà hầu hết những cái hồ sơ BUA mà đủ điều kiện đó đã được approve hết rồi. Và nếu như bạn nào chúng ta đang xem video này, chúng ta cũng nên vào trong ED Online để check xem hồ sơ chúng ta đã được approve chưa. Làm sao các bạn biết hồ sơ các bạn đã được approve? Bởi vì trước đây các bạn đăng nhập vào ED Online đó, các bạn sẽ thấy là không đồng cùng với là không có cái dòng Certified for Benefit. Nhưng mà nếu mà hồ sơ BUA các bạn được approve đó, các bạn sẽ nhìn thấy ngay chỗ chữ không đồng đó, nó là 167 đô cùng với một cái dòng chữ là Certified for Benefit kế bên cái chuông màu cam. Các bạn hãy nhớ nha, mình phải làm cái Certified for Benefit này ngay lập tức. Bởi vì đây là cái Certified for Benefit đầu tiên của hồ sơ các bạn bỏ lỡ nó đồng nghĩa với việc hồ sơ các bạn sẽ rất là lâu mới được nhận tiền đó, nên là chúng ta hãy vào làm cái Certified for Benefit này ngay lập tức. Và nếu như bạn nào chúng ta vẫn chưa được approve thì hãy yên tâm, chúng ta hãy đợi. Và bạn cũng không nghĩ rằng là ED họ duyệt cái hồ sơ nhanh tới mức đó là bởi vì mới hơn một ngày thôi. Và những bạn này nói là ED họ cũng không có hỏi các bạn bất cứ một giấy tờ nào luôn, cũng không kêu các bạn bổ sung bất cứ bằng chứng nào luôn. Nhưng mà đừng vì vậy mà chúng ta chủ quan, bởi vì trong giai đoạn này có rất là nhiều hồ sơ ED sẽ liên lạc với các bạn, có thể sẽ gửi mail cho các bạn, có thể sẽ gửi email cho các bạn, hoặc gửi tin nhắn trong inbox của ED Online, hoặc là gọi phone cho các bạn. Nên chúng ta phải chú ý trong thời gian này để các bạn đừng có bỏ lỡ nếu như ED họ có yêu cầu các bạn bổ sung thêm giấy tờ, hồ sơ khai thuế hoặc những cái giấy tờ mà họ yêu cầu các bạn để cho cái hồ sơ các bạn được nhận tiền. Nên là chúng ta đừng có bỏ lỡ thời gian này. Và đặc biệt hãy nhớ chú ý đến những cái phương cách liên lạc đó với ED nha. Chúng ta đừng có chủ quan vào lúc này. Và một việc nữa, các bạn hãy nhớ trong cái Certified for Benefit ở câu hỏi số 3, trong cái UI thông thường đó, họ hỏi rằng chúng ta đã có đi tìm một việc làm nào đó chưa? Thì hiện tại EDD cho phép chúng ta trả lời không mà không có bất cứ một cái penalty nào hết. Thì trong cái Certified for Benefit cho BUA đó thì họ cũng hỏi chúng ta y chang vậy, nhưng mà cái câu hỏi nó chỉ đổi lại thôi. Nếu như mà đúng theo cái UI thông thường đó thì cái câu hỏi này chúng ta vẫn được quyền trả lời no. Nhưng mà bằng không rõ bởi vì là trong cái BUA họ không có thông báo cho cái việc trả lời no của câu hỏi số 3 này. Cho tới ngay bây giờ họ vẫn chưa thông báo. Nhưng mà trong UI thông thường thì ED họ đã có thông báo vào ngày 16 tháng 4 rồi là chúng ta được phép trả lời no cho câu hỏi số 3 này. Nên là chúng ta hãy cẩn thận, và nếu như bạn có thông tin nào về câu hỏi này, bạn sẽ chia sẻ cho các bạn ngay để cho các bạn nắm. Nhưng mà ngay bây giờ thì chúng ta có thể vào làm Certified for Benefit. Và có một việc nữa cũng có rất là nhiều bạn thắc mắc, sau khi các bạn báo tin mừng xong á, đều hỏi bằng một câu: tại sao không thấy 600 đô trong cái gói BUA mà chỉ thấy có 167 đô vậy bằng? Là bởi vì các bạn biết không, cái Certified đầu tiên các bạn đang làm đó là cho cái tuần đầu tiên các bạn nghỉ việc. Nếu các bạn khai trong cái form BUA hôm qua đó, các bạn khai các bạn nghỉ việc vào ngày 15 tháng 3 thì họ sẽ cho các bạn làm Certified for Benefit từ ngày 15 tháng 3. Nên là cái ngày đó các bạn vẫn chưa được nhận 600 đô. Bởi vì 600 đô trong cái gói BUA đó nó bắt đầu từ giai đoạn 2. Mà cái giai đoạn 2 đó nó sẽ bắt đầu từ ngày 29 tháng 3 và nó sẽ kết thúc vào ngày 25 tháng 7. Nên là chúng ta làm Certified for Benefit cho những tuần trước đó chúng ta sẽ không được thêm 600 đô. Nhưng mà các bạn hãy yên tâm là những cái Certified for Benefit kế tiếp cho cái tuần mà vào tháng 4 đó thì các bạn sẽ được nhận thêm 600 đô. Nhưng mà các bạn chỉ thấy hiển thị phía bên ngoài cái màn hình á, trong cái trang chủ của ED Online của các bạn là 167 đô mà thôi. Thì các bạn cần phải vào trong cái phần Claim History, các bạn bấm vào phần Detail và các bạn sẽ nhìn thấy được họ sẽ cộng thêm 600 đô cái tiền BUA cho các bạn. Và các bạn hãy yên tâm. Và sau khi các bạn đã nhìn thấy cái status nó chuyển sang là pay rồi đó thì các bạn cũng hãy đợi, là bởi vì ED họ sẽ gửi cái thẻ debit về cho các bạn. Nên là các bạn đừng có gọi cho ED vào lúc này, chúng ta hãy dành cơ hội cho những người khác, bởi vì đang có rất nhiều người không có gọi được cho ED vào lúc này. Và cũng có một việc nữa là vào ngày hôm qua khi apply cái đơn BUA đó, bằng không nghĩ rằng là có những cái câu hỏi đó có nhiều bạn đã trả lời sai. Trong đó có một câu trả lời sai nhiều nhất, đó chính là họ hỏi trong 12 tháng qua bạn có nộp đơn xin tiền thất nghiệp hay không.
Hầu hết các bạn đều trả lời không, mà trong khi đó hồi tháng trước các bạn vừa mới nộp cho EDD. Bạn không nghĩ rằng câu đó các bạn lại trả lời sai, là bởi vì các bạn hiểu khi mà các bạn nộp đơn cho EDD, khi mà họ cho các bạn biết thông báo là họ từ chối các bạn không được nhận tiền thất nghiệp đó, họ cho các bạn zero hoặc là cho các bạn 10 số account ID number, thì cũng đồng nghĩa với việc là hồ sơ của các bạn đã được mở rồi. Nên là các bạn cần phải trả lời là có trong câu hỏi đó, chúng ta không được trả lời no. Bằng không nghĩ rằng cái câu hỏi đó lại sai. Nhưng mà ngày hôm qua bằng đã rất là kỹ rồi, bằng nói các bạn hãy xem ba cái video trước khi chúng ta điền cái đơn BUA này. Và có một cái câu hỏi nữa các bạn cũng hay bị sai, đó chính là ID họ hỏi các bạn á, là cái net income của các bạn trong năm 2019 mà các bạn lại đi điền cái gross income. Và có một chị nhắn tin cho bằng á, chị nói chị bị mất ngủ là bởi vì chị điền sai cái đơn BUA, chị sợ rằng là BUA họ sẽ không có duyệt cái đơn của chị. Yên tâm, các bạn hãy yên tâm, chúng ta đang sống ở Mỹ và ở Mỹ nếu các bạn làm sai, họ sẽ cho các bạn biết các bạn sai chỗ nào. Và sau khi các bạn biết các bạn sai, các bạn được quyền sửa, chúng ta không có gì hết. Chỉ là có vấn đề là các bạn phải mất thời gian mà thôi, nên đừng có gì hết, đừng có lo lắng. Mọi thứ các bạn sẽ được nhận hết mà thôi, yên tâm. Bởi vì bây giờ nếu các bạn có làm sai, ID họ sẽ cho các bạn biết thông tin các bạn sai chỗ nào và sau đó họ sẽ yêu cầu các bạn bổ sung những cái giấy tờ để họ làm cái hồ sơ các bạn đúng trở lại mà thôi. Cũng giống như có nhiều bạn chúng ta đã điền sai thông tin cá nhân của chúng ta, ID đã gọi các bạn nhờ các bạn cung cấp thẻ xanh hoặc là cung cấp số social hoặc là cung cấp địa chỉ nhà lại đó để cho họ sửa lại cho các bạn cho nó phù hợp và nó đúng với cái thông tin mà họ được nhận. Nên là các bạn hãy yên tâm về trường hợp đó, chúng ta đừng có lo lắng nha. Và nếu ngay bây giờ các bạn hãy nhớ một lần nữa, hãy vào trong ID Online check xem hồ sơ các bạn đã được approve chưa, và nếu đã được approve rồi để dưới phần bình luận để mọi người cùng chúc mừng các bạn. Còn nếu như các bạn vẫn chưa được approve, cũng để dưới phần bình luận để mọi người an ủi các bạn, đừng có buồn. Và nếu như có điền sai, cũng đừng có buồn, đừng có lo lắng. EDD sẽ cho các bạn biết các bạn sai chỗ nào và chúng ta sẽ sửa, nên là đừng lo lắng nha. Và nhớ hãy subscribe, share và like video này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp và chúc các bạn có một ngày tốt lành.